Ngon. Ây à, mô xử lý quả hay quá nhỉ. Quá dẻo. Được. Quang kiếm nó bảo anh mà bảo từng dành vào nhà uống nước. Thằng đệ anh ở nhà nó tiếp anh hộ anh. Thằng đệ sâu tiếp các chú luôn ý. Các chú các bác. Alo đội sân. Màu xử lý quả khéo quá. Màu bên này màu lập xói đấy. Mất bóng. Đang rất căng thẳng. Được. hai thằng điên cắp ổi. Đỏa rồi. Đỏa quá. Lấy đà. Xoáy này. Quảng BT.
Hay. Chắn rát thế. Dàn chắn được đấy. 12 đều à? 13 đều. Mô tôi sút bóng à. Hội ý. Bao nhiêu? 14, 13. Mày giờ cứ đếm điểm nhầm, mày chạy tăng số lần lên nhá. Sân đơn vị em mới làm lại. Làm mới. Vào đây. Cái trường để soi kỹ thế. 43. Gần hết trận phát hiện ra. Ai lên được? Lên 1 giây 6 điểm rồi đấy. Úi dồi ơi, bảo sao mãi không thấy gì anh Thanh ạ. Kèo cuối tuần xanh à? Tí về bù nước ngay anh Trường ạ. Cuối tuần mà. Ao. Ôi dồi ôi kìa. Mười lăm mười bảy. Áo trắng toàn 2 lẻ mấy, đẹp trai lắm. Đẹp trai đánh bóng này hay đấy. Úi giời. Con dê đang tụt huyết áp anh ạ.
18. Số 15 nhỉ? Đẹp dai, trắng trẻo, đánh bóng hay nữa gì. Được, tốt đấy. Mười tám đều chưa? Mười tám đều à? Điểm cuối hai đội tập trung. Châu rồi còn có 87 cân anh ạ. 87 cân nhưng mà đứng một chân. Anh chưa hỏi, anh chơi bao cân rồi? 87 cân nhưng mà đứng một chân. Được. Phước quá. Phước qua chứ này. Ôi đây là Phước tay phải qua chứ có dễ hơn không? Được. Hay. Không khao, không khao. Kết thúc, tỷ số là 2-1. Đây, số 15 này. Quá màu ấy, chuyền của anh cũng miếng. Đập được. Và đây anh đập thì dễ hơn. Không đập được, đập mắt với chạm như thế này mà.